Today là một tàu sân bay hạt nhân lớp Ford. Hiện tại là tàu sân bay có lượng choán nước lớn nhất và sở hữu sức mạnh tổng hợp mạnh mẽ nhất thế giới. Nó cũng chính là biểu tượng răn đe trên biển của Hải quân Mỹ. Là một tàu sân bay, yếu tố quan trọng nhất chính là khả năng mang theo và triển khai máy bay. Lớp Ford có thể mang tổng cộng hơn 75 máy bay. Cấu hình tiêu chuẩn bao gồm 2 phi đội F-35C, mỗi phi đội khoảng 12 chiếc, 2 phi đội FA-18 Super Hornet, 5 chiếc EA-18 Growler, máy bay tác chiến điện tử, 4 chiếc E-2D Hawkeye, máy bay cảnh báo sớm trên không, 2 chiếc C-2 Tiếp Greyhound, máy bay vận tải, cùng 8 trực thăng MH-60 Seahawk để có thể chứa được một lực lượng không đoàn khổng lồ như vậy. Kích thước của tàu sân bay cũng phải tương xứng. Tàu sân bay lớp Ford dài 337m, rộng 77m, cao 78m, tương đương một tòa nhà 26 tầng. Lượng choán nước đạt tới 112.000 tấn, đúng nghĩa là một hòn đảo di động giữa đại dương. Ngoài Mỹ, chỉ có Pháp sở hữu tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân, chiếc Charles de Gaulle. Nhưng so với Ford, lượng choán nhất của Charles de Gaulle chỉ bằng 1/2,67, tức là nhỏ hơn rất nhiều. Nếu xét về chi phí chế tạo, thì sự chênh lệch càng khủng khiếp. Một chiếc Ford có giá lên tới 13 tỷ USD, đủ để đóng 6 chiếc Charles de Gaulle mà vẫn còn thừa tiền. Với kích thước và sức mạnh khổng lồ như vậy, Ford cần một nguồn năng lượng khủng khiếp để vận hành. Trên tàu được trang bị 2 lò phản ứng hạt nhân A1B với tổng công suất hơn 1.400 MW, được ví như trái tim năng lượng của con tàu. Toàn bộ sức mạnh này truyền xuống 4 chân vịt 5 cánh khổng lồ dưới thân tàu, giúp con quái vật thép này đạt tốc độ tối đa hơn 65 km/h, khiến nó trở thành tàu sân bay nhanh nhất thế giới hiện nay. Ngoài việc cung cấp năng lượng cho hệ thống động lực, hai lò phản ứng hạt nhân trên tàu còn đảm bảo điện năng cho toàn bộ các trang thiết bị trên hàng không mẫu hạm. Tổng công suất phát điện của nó gấp 3 lần so với thế hệ trước là tàu sân bay lớp Nimitz. Hải quân Mỹ dự kiến tàu sân bay lớp Ford sẽ phục vụ trong hạm đội khoảng 90 năm, kéo dài đến tận năm 2105. Điều này đồng nghĩa trong suốt quá trình sử dụng, con tàu sẽ trải qua rất nhiều đợt nâng cấp và cải tiến kỹ thuật. Vì vậy, hệ thống hiện tại mới chỉ sử dụng một nửa công suất điện, phần còn lại được giữ lại để phục vụ cho những kế hoạch hiện đại hóa trong tương lai. Là trụ cột sức mạnh trên biển của Hải quân Mỹ trong nhiều thập kỷ tới, lớp Ford sở hữu những đặc điểm độc nhất vô nhị nào. Chào mừng đến với Beam & Mer Military, nơi chúng ta cùng tìm hiểu và phân tích sức mạnh quân sự của các quốc gia. Hôm nay, hãy cùng khám phá bá chủ đại dương, tàu sân bay hạt nhân lớp Ford. Tàu sân bay lớp Ford có nguồn gốc từ năm 1975. Khi đó, chiếc Nimitz đầu tiên vừa mới được đưa vào biên chế. Hải quân Mỹ đã bắt đầu nghiên cứu các phương án cho thế hệ tàu sân bay tiếp theo mang tên CVN-X. Dự án này bao gồm đủ loại ý tưởng, từ tàu sân bay hạng nhỏ, trung cho đến cỡ siêu lớn, với tổng cộng 15 phương án kích thước khác nhau. Hệ thống cất cánh cũng được cân nhắc cả kiểu dùng máy phóng lẫn kiểu đường băng nhảy cầu. Mỗi kiểu lại chia thành thiết kế boong truyền thống và bố cục mới. Tính tổng cộng, có tới hơn 50 bản thiết kế đã được đề xuất. Tuy nhiên, người Mỹ từ lâu vốn chuộng tàu sân bay cỡ lớn. Càng to, càng mang được nhiều máy bay, càng mạnh. Vì thế, phương án được chọn vẫn dựa theo thiết kế thân tàu và boong của lớp Kitty Hawk. Nhưng trong các lĩnh vực công nghệ then chốt, Ford Class đã áp dụng hàng loạt cải tiến mang tính cách mạng. Ngày 11 tháng 8 năm 2005, Hải quân Mỹ chính thức khởi công đóng chiếc đầu tiên CVN-78 Gerald R. Ford. Sau 8 năm thi công, đến tháng 11 năm 2013, con tàu mới chính thức hạ thủy, đánh dấu sự ra đời của thế hệ hàng không mẫu hạm lớn và hiện đại nhất thế giới. Tôi đặt tên cho con tàu Hoa Kỳ Gerald R. Ford. Cầu xin Chúa phù hộ cho con tàu và tất cả những ai đi trên đó. Sau đó, con tàu bước vào quá trình thử nghiệm kéo dài. Mất thêm 5 năm hiệu chỉnh, đến tháng 7 năm 2017, chiếc USS Gerald L. Ford CVN-78 vừa chính thức gia nhập biên chế Hải quân Mỹ. Nhìn từ bên ngoài, Ford Class có vẻ không khác biệt quá nhiều so với các tàu sân bay tiền nhiệm. Nhưng nếu đi sâu vào bên trong, ta sẽ thấy có rất nhiều cải tiến quan trọng khiến nó trở thành thế hệ tàu sân bay hoàn toàn mới. 1. Trong những điểm khác biệt lớn nhất của tàu sân bay Ford Class chính là vị trí của đảo chỉ huy. Khác với các thế hệ trước, đảo chỉ huy được đặt lùi về phía sau hơn, giúp tạo thêm khoảng trống phía trước để đỗ nhiều máy bay hơn, từ đó tăng hiệu quả điều phối trên boong. Không chỉ thay đổi vị trí, kích thước đảo chỉ huy cũng được thu nhỏ đáng kể. Ở lớp Nimitz,
đào dài khoảng 30 mét, trong khi ở Ford Class nó chỉ còn 18 mét, giải phóng thêm không gian quý giá trên boong. May trước đảo chỉ huy có một thang nâng máy bay dài 25 mét, dùng để đưa máy bay từ nhà chữa lên boong. Thang nâng này đặt ở mạn tàu nên không cản trở hoạt động cất hạ cánh. Ngoài thang nâng phía trước, Ford Class còn có thêm hai thang nâng khác nằm ở hai bên mạn. Vị trí của thang nâng là chi tiết vô cùng quan trọng. Ở các tàu sân bay đời đầu, thang nâng đặt ở giữa boong. Nếu chẳng may hỏng hóc và kẹt lại ở vị trí thấp, nó sẽ để lại một lỗ hổng ngay giữa boong, khiến việc cất hạ cánh bị đình trệ. Vì lý do đó, qua thời gian, các thiết kế hiện đại đều chuyển thang nâng ra hai bên mạn, nhưng vị trí chính xác vẫn phải được tính toán kỹ lưỡng. Ví dụ, trên lớp Forreston, tàu sân bay thế hệ sau Thế chiến 2, có tới 4 thang nâng. Tuy nhiên, thang nâng ở bên trái phía trước lại ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của hai máy phóng phía sau. Đến lớp Kitty Hawk, vấn đề này mới được giải quyết bằng cách rời máy phóng sang cuối boong chéo. Kể từ đó, bố cục này được duy trì đến tận lớp Nimitz với cấu hình 3 thang nâng bên phải, 1 thang nâng bên trái. Thoạt nhìn, có vẻ càng nhiều thang nâng thì càng hiệu quả. Nhưng Ford Class lại đi ngược, giảm xuống còn 3 thang nâng, bỏ hẳn 1 chiếc bên phải. Nghe thì bất hợp lý, nhưng thực tế, hiệu suất còn được cải thiện. Lý do là, ở lớp Nimitz, quy trình tiếp nhiên liệu, nạp vũ khí, bảo dưỡng diễn ra ở nhiều khu vực khác nhau, khiến máy bay phải liên tục di chuyển vòng quanh boong. Trong Ford Class, các kỹ sư đã tối ưu lại toàn bộ đường dây nạp nhiên liệu và bổ sung đạn dược, gom chúng vào các khu vực chuyên biệt, giảm thiểu sự di chuyển không cần thiết. Nhờ cải tiến này, tốc độ xuất kích tăng 25%, trong khi lượng nhân sự cần cho vận hành boong giảm khoảng 25%. Một bước tiến rõ rệt so với Nimitz Class. Khác với tất cả các thế hệ tàu sân bay Mỹ trước đây, Ford Class lần đầu tiên trang bị hệ thống phóng điện tử EMALS thay thế cho máy phóng hơi nước truyền thống. Máy phóng hơi nước có nhiều hạn chế. Khi phóng các loại máy bay khác nhau phải thiết lập tham số riêng, khiến tốc độ xuất kích bị chậm lại và tăng thêm khối lượng công việc. Kết cấu cơ khí phức tạp, rãnh phóng thường xuyên bị ăn mòn, cần bảo trì liên tục với cường độ cao, đồng thời tiêu tốn lượng nước ngọt khổng lồ. Đặc biệt, do sử dụng lực nổ của hơi nước, hệ thống không thể kiểm soát được gia tốc. Tại khoảnh khắc ban đầu, lực tăng tốc đạt cực đại, gây hao mòn nhanh không thân máy bay và tác động tiêu cực đến phi công. Ngược lại, EMALS có cấu trúc đơn giản, chỉ cần điện là có thể phóng. Nó có khả năng tự động điều chỉnh tham số tùy theo từng loại máy bay, giúp quá trình phóng êm ái và hiệu quả hơn nhiều. Quan trọng hơn, EMALS có thể kiểm soát gia tốc, mang lại lực đẩy ổn định hơn, giảm đáng kể áp lực cho máy bay và phi công. Cơ chế vận hành: khi động cơ máy bay đã khởi động, một dòng điện khổng lồ chạy qua hai thanh dây bệt từ, tạo ra lực từ trường cực mạnh, giúp máy bay tăng tốc lên tới 240 km/h chỉ trong 3 giây. Nhờ đó, năng lực tác chiến của Ford Class được nâng lên rõ rệt, hiệu suất phóng cao hơn 25% so với Nimitz Class, có thể duy trì 160 lượt xuất kích một ngày trong 30 ngày liên tục. Trong tình huống cao điểm, con số này có thể đạt tới 270 lượt một ngày, mức chưa từng có trong lịch sử tàu sân bay. Trong quá trình máy bay hạ cánh, hệ thống hãm đà trên Ford Class cũng được thiết kế lại với nhiều cải tiến mang tính cách mạng. Hệ thống này được Hải quân Mỹ gọi là AAG, Advanced Arresting Gear, hệ thống hãm đà điện tử tiên tiến. Khác với loại thủy lực truyền thống trên các tàu Nimitz, AAG sử dụng tua bin điện gắn trong bộ hãm. Khi máy bay móc đuôi bắt vào dây hãm, dây sẽ kéo tua bin quay, hấp thụ tới 2/3 năng lượng hạ cánh, rồi chuyển hóa thành điện năng dự trữ. Điểm vượt trội là sự linh hoạt. Trong vòng 2 giây ngắn ngủi khi máy bay chạm boong, hệ thống máy tính sẽ tự động tính toán và điều chỉnh lực cản theo đúng động năng của từng loại máy bay. Nhờ vậy, giảm đáng kể áp lực và hư hại lên khung thân máy bay, đồng thời kéo dài tuổi thọ sử dụng. Tuy nhiên, cũng giống như hệ thống phóng điện tử EMALS, AAG hiện tại vẫn đang gặp nhiều vấn đề kỹ thuật trong thực tế vận hành, khiến hiệu suất chưa đạt đến mức lý tưởng mà Hải quân Mỹ kỳ vọng. Tuy nhiên, hiệu quả thực tế của các công nghệ mới này lại không hề như mong đợi. Hệ thống phóng điện tử EMALS có tỷ lệ hỏng hóc trung bình mỗi 614 lần phóng thì xảy ra sự cố, chỉ đạt 15% so với yêu cầu tối thiểu của Hải quân Mỹ. Trong khi đó, tình hình của hệ thống hãm đà AAG còn tệ hơn. Trung bình mỗi 460 chu kỳ hãm
lại có một lỗi nghiêm trọng, chỉ đạt 3% so với tiêu chuẩn đề ra ban đầu. Hiệu suất kém đến mức ngay cả cựu Tổng thống Donald Trump cũng từng công khai chỉ trích và chế giễu hệ thống phóng điện tử này, cho rằng công nghệ mới phức tạp và kém tin cậy hơn loại hơi nước truyền thống. Vậy thì để tôi hỏi anh một câu nhé. Hệ thống phóng máy bay Catapult, anh thích loại điện hay loại hơi nước hơn? Hơi nước? Ai nói điện vậy? Có một người thôi à, đúng không? Được rồi, tôi thật sự cần thông tin này. Bởi vì các anh biết đấy, chúng ta đang đóng tàu sân bay, chúng ta đang đóng một chiếc, và họ lại dùng máy phóng điện và thang nâng điện. Này, tôi không thể tưởng tượng nổi, trong trường hợp chiến đấu thì nó mong manh đến mức nào. Trong khi đó, hơi nước đã hoạt động hoàn hảo suốt khoảng 65 năm. Và tôi nói thật nhá, chuyện này xảy ra trước thời tôi một chút thôi, nhưng họ đã đội thêm 900 triệu đô chi phí cho cái máy phóng điện điên rồ đó. Tôi nói, có gì sai với hơi nước đâu. Tôi muốn biết tất cả những ai hiểu chính xác tôi đang nói gì về hệ thống máy phóng, hơi nước hay điện. Sẵn sàng chưa? Hơi nước, điện. À, anh ta chọn điện à? Thế thì anh ta làm việc cho kẻ thù rồi. Tuy nhiên, cả hệ thống phóng điện tử EMAOS lẫn hệ thống hãm đà AAAG đều còn cách xa mức độ hoàn thiện. Chặng đường để chúng trở nên hoàn toàn đáng tin cậy vẫn còn rất dài. Trong phương diện tự vệ, USS Gerald R. Ford được trang bị hai bệ phóng tên lửa MK-29, mỗi bệ chứa 8 quả tên lửa Sea Sparrow cải tiến ISSM chuyên đánh chặn tên lửa hành trình tốc độ cao. 4 bệ MK-49, mỗi bệ lắp 21 quả tên lửa tầm ngắn DRAM dùng để tiêu diệt mục tiêu bay thấp, cơ động. 4 hệ thống CIWS Phalanx với tốc độ bắn cực cao, tạo lưới lửa thép chống lại tên lửa và máy bay tiếp cận ở cự ly gần. Bổ sung thêm súng máy hạng nặng 12,7mm M2 để đối phó các mục tiêu nhỏ, tốc độ cao. Nhưng tham vọng của Mỹ không dừng lại ở đó. Trong các kế hoạch nâng cấp tương lai, siêu tàu sân bay Ford Class có thể trở thành nền tảng để triển khai pháo điện tử, Railgun, loại vũ khí từng gây chấn động giới quân sự. Trong các thử nghiệm trên đất liền, Railgun có thể bắn đạn kim loại với vận tốc 7m, tầm bắn lên tới 200km, đủ sức xuyên thủng mục tiêu kiên cố. Vấn đề là, công nghệ này đòi hỏi nguồn điện khổng lồ cùng hệ thống làm mát siêu dẫn phức tạp, nên không thể lắp đặt trên các chiến hạm nhỏ. Nhưng với Ford Class, vốn dư thừa năng lượng, điều này hoàn toàn khả thi. Dù vậy, trong thực tế tác chiến, tàu sân bay thường không cần tự mình nổ súng. Thay vào đó, sức mạnh nằm ở hạm đội hộ tống và cánh không đoàn. Điển hình là trong đợt triển khai đầu tiên vào tháng 10 năm 2022, USS Gerald R. Ford đã dẫn đầu một cụm tác chiến hùng hậu vượt Đại Tây Dương, tiến hành tập trận cùng NATO. Một tàu sân bay Ford Class, một tuần dương hạm tên lửa dẫn đường lớp Ticonderoga, 4 khu trục hạm lớp Aleburg, một tàu tuần tra lớp Legend, 2 tàu hậu cần và 2 tàu tiếp vế đạn dược. Trong đợt huấn luyện này, nhóm tác chiến đã diễn tập hàng loạt kịch bản, từ tấn công mặt biển, chống ngầm, phòng không đánh chặn trên không, cho đến phối hợp tác chiến đa quốc gia. Nhờ vào mức độ tự động hóa cực cao, số lượng thủy thủ trên USS Gerald R. Ford đã giảm xuống đáng kể. Để vận hành, con tàu chỉ cần khoảng 2.600 người, và nếu tính cả phi công cùng nhân viên phục vụ, thì tối đa cũng chỉ khoảng 4.500 thủy thủ, ít hơn khá nhiều so với các thế hệ trước. Nhưng hãy nhớ rằng, cuộc sống trên biển không bao giờ dễ dàng. Mỗi nhiệm vụ thường kéo dài từ vài tuần cho đến vài tháng, và Ford cũng không ngoại lệ. Sau khi hoàn thành các cuộc tập trận chung với NATO, tháng 5 năm 2023, Ford khởi hành sang châu Âu để bắt đầu đợt triển khai tác chiến đầu tiên. Ban đầu, kế hoạch dự kiến chỉ kéo dài 5 tháng. Thế nhưng, khi xung đột bất ngờ bùng phát ở Trung Đông, toàn bộ kế hoạch đã phải thay đổi. Để hỗ trợ Israel và kiềm chế nguy cơ leo thang, nhóm tác chiến của Ford buộc phải ở lại Địa Trung Hải cho đến tận cuối tháng 1 năm 2024. Tổng cộng, họ đã trải qua 239 ngày trên biển, gần 8 tháng trời, với chỉ đại dương vô tận làm bạn đồng hành. Đó cũng là lý do tại sao Hải quân Mỹ luôn có chế độ ăn uống và phúc lợi tốt nhất trong toàn bộ quân chủng. Và trong Hải quân thì tàu sân bay luôn được xem là một thiên đường với không gian rộng rãi và tiện nghi vượt trội. Trên Ford có tới 100 đầu bếp làm việc gần như suốt ngày đêm. Từ 6 giờ sáng cho tới tận khuya, họ phải chuẩn bị khoảng 17.000 suất ăn mỗi ngày. Thực đơn thì vô cùng phong phú, từ hamburger, bistec, pizza cho tới trái cây tươi. Cứ 2 tuần lại thay đổi một lần để tránh sự nhàm chán cho thủy thủ. Trong suốt đợt triển khai, nhà bếp đã phục vụ hơn 3,1 triệu bữa ăn. Riêng hamburger, món khoái khẩu của lính Mỹ, đã tiêu thụ hơn 150.000 chiếc. Ngoài căng tin, trên tàu còn có cửa hàng tiện lợi và thậm chí cả Starbucks
phiên bản đặc biệt chỉ phục vụ trên tàu sân bay. Nếu có món gì thiếu, thủy thủ có thể đặt trước để bổ sung trong những chuyến tiếp thế sau đó. Để duy trì hoạt động dài ngày, Ford thường mang theo đủ thực phẩm cho 60 ngày. Nhưng trên thực tế, các tàu hậu cần sẽ liên tục tiếp thế vũ khí, nhiên liệu và nhu yếu phẩm. Việc tiếp thế có thể được thực hiện bằng trực thăng, vận chuyển từng kiện hàng xuống boong, hoặc sử dụng dây cáp nối giữa hai tàu, cho phép vừa chuyển hàng, vừa bơm nhiên liệu ngay khi cả hai vẫn đang di chuyển trên biển. Một phương thức nhanh, hiệu quả và rất ấn tượng. Ngoài giờ làm nhiệm vụ, cuộc sống trên tàu cũng khá đa dạng. Có phòng gym đầy đủ dụng cụ, thậm chí có xe đạp tập đặt ngay cạnh cửa sổ nhìn ra biển. Trên boong có sân bóng rổ, có rạp chiếu phim, có thư viện cho những ai thích sự yên tĩnh. Thỉnh thoảng, khi điều kiện cho phép, tàu dừng lại và tạo một khu vực an toàn cho thủy thủ được bơi lội trên biển, một trải nghiệm hiếm hoi nhưng đầy hứng khởi. Thế nhưng, không phải mọi thứ đều thoải mái. Khu nghỉ ngơi trên tàu vẫn khá chật chội. Một phòng nhỏ có tới 8 người, ngủ trên giường tầng 4 lớp. Khoảng cách chật hẹp đến mức lật người thôi cũng khó khăn. Mỗi 40 người phải chung một nhà vệ sinh. Đường ống hẹp nên thường xuyên bị tắc nghẽn. Theo báo cáo của Văn phòng Kiểm toán Chính phủ Mỹ, mỗi lần xử lý tắc nghẽn, chi phí có thể lên tới $400,000. Một con số khổng lồ góp phần khiến chi phí vận hành của Ford bị đội lên. Trong suốt 239 ngày triển khai, USS Gerald R. Ford đã để lại những con số ấn tượng. Hành trình hơn 154.600 km, tiến hành 43 lần tiếp thế trên biển. Không đoàn bay hoạt động tổng cộng 17.826 giờ, thực hiện 10.039 phi vụ và phục vụ hơn 3,1 triệu bữa ăn. Nhìn chung, dù còn nhiều vấn đề phải cải thiện, nhưng chuyến triển khai đầu tiên của USS Gerald R. Ford vẫn được xem là một thành công. Dự kiến, Hải quân Mỹ sẽ đóng tổng cộng 10 tàu sân bay lớp Ford để lần lượt thay thế toàn bộ các tàu sân bay lớp Nimitz, qua đó duy trì số lượng ít nhất 11 tàu sân bay tác chiến. Điều này xuất phát từ Điều 5062 trong Bộ Luật Hoa Kỳ, quy định rằng lực lượng Hải quân phải luôn duy trì không dưới 11 tàu sân bay hoạt động. Hiện tại mới chỉ có chiếc USS Gerald R. Ford chính thức đưa vào biên chế, 3 chiếc khác đang được đóng. Đáng chú ý, chiếc thứ tư của lớp Ford sẽ là tàu sân bay Mỹ đầu tiên không lấy tên theo người Mỹ mà được đặt tên là USS Doris Mueller để tưởng nhớ người lính da màu đã có hành động anh dũng trong trận Trân Châu Cảng. Tổng thể mà nói, với tư cách là tàu sân bay đầu tiên được phát triển trong thế kỷ 21, lớp Ford đã nhồi nhét rất nhiều công nghệ mới mang tính bước nhảy vọt. Chính tham vọng muốn đi tắt đón đầu này cũng là một trong những nguyên nhân khiến giai đoạn đầu hoạt động Ford thường xuyên gặp sự cố. Tính đến nay, Ford mới chỉ hoàn thành một lần triển khai tác chiến. Nhiều hệ thống trên tàu vẫn chưa đạt đến độ hoàn thiện như mong đợi và trong ngắn hạn, nó chưa thể sánh ngang về năng lực tác chiến toàn diện với lớp Nimitz. Nhưng thông thường, chiếc tàu sân bay đầu tiên của một lớp chủ yếu có ý nghĩa thử nghiệm, đánh giá tổng thể. Để biết rõ sức mạnh thực sự của lớp Ford, chúng ta còn phải chờ đợi những chị em tiếp theo ra khơi. Ok, đó cũng là toàn bộ nội dung trong video hôm nay. Nếu bạn thấy hay thì đừng quên like, share và subscribe để ủng hộ kênh nhé. Nếu video này đạt trên 20.000 lượt thích thì trong tập tới chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về tàu sân bay mini. Hẹn gặp lại các bạn trong video sau.